Xin chào các bạn, Đại học về khoa học y sinh ở Mỹ tập trung vào các cấp độ khác nhau của cơ thể con người, chẳng hạn như là mức độ phân tử và tế bào, mức độ bao gồm sinh học tế bào, sinh lý học, vi sinh học, thần kinh học và dược học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể tiếp tục theo đuổi học tập hoặc làm việc trong nghiên cứu y sinh. Nếu các bạn quan tâm về lĩnh vực này và muốn tìm kiếm nhiều thông tin về chương trình Đại học Đào tạo Khoa học Y sinh tại Mỹ, thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn làm hồ sơ du học du lịch các nước, xin giới thiệu đến các bạn thông tin về trường University of Central Florida. Với chương trình đào tạo khoa học y gồm các chuyên ngành như là công nghệ sinh học, quản lý phòng lab y khoa, thì được thành lập vào năm 1963 và nằm cách trung tâm thành phố Orlando, bang Florida khoảng 24 km. Trường Đại học Công lập University of Central Florida là đại học lớn thứ hai tại Mỹ về số lượng sinh viên đang theo học, có hơn 60.000 sinh viên và xếp hạng 94 tại Mỹ. Trường được xếp hạng 170 trên tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ và được xếp thứ 94 trong hệ thống các trường đại học công lập, xếp hạng 91 về các chuyên ngành về máy tính, 46 về chăm sóc sức khỏe và hạng 72 về các chuyên ngành về kỹ sư. Thì nằm ven bờ biển Đại Tây Dương, Orlando là một thành phố yên bình, xinh đẹp và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Thì với gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, thì thành phố Orlando còn được biết đến như là thung lũng Silicon của tiểu bang Florida với nhiều công ty tập đoàn công nghệ lớn như là Microsoft, NASA, Lockheed Martin, Simon, vân vân đặt trụ sở chính tại đây. Thì đặc biệt Orlando là thành phố có công viên giải trí nổi tiếng Disneyland lớn nhất thế giới. Thời tiết quanh năm thì mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C, là một thành phố thanh bình và xinh đẹp với dân số khoảng 2 triệu người. Orlando được xem là một trong những thành phố lý tưởng nhất để sinh sống, học tập và làm việc ở Mỹ. Và học phí là 22.500 đô la Mỹ một năm, với chương trình là 30 cho đến 34 tín chỉ tùy theo ngành học. Thì cái thời gian học thì vào tháng là 1, tháng 5 và tháng 8 và khai giảng khóa tiếng Anh và khóa chính là giống nhau. Ngoài các khóa y sinh thì trường còn đào tạo hơn 200 ngành khác. Các bạn sinh viên sẽ có thể tìm thấy hầu hết các ngành mà mình yêu thích tại trường đại học University of Central Florida như là kinh tế, tài chánh, marketing, các chuyên ngành về kỹ sư, dự bị dược, y tế, hàng không, dầu khí, du lịch khách sạn, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật cũng như là các chuyên ngành khoa học xã hội và tự nhiên. Là một trường đại học uy tín bậc nhất và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng cho cộng đồng, nên trường University of Central Florida được rất là nhiều tập đoàn, công ty lớn tài trợ và mời hợp tác sâu rộng trong các cái chương trình nghiên cứu khoa học. Thì để chi tiết hơn về trường đại học University of Central Florida, các bạn hãy liên hệ ngay đến tư vấn viên của chúng tôi tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình Chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi mời đến đây bạn Trương Mai Ly. Bạn vừa mới tham gia một buổi phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay và bạn đã tức tốc quay trở lại đây với chúng tôi để báo cho chúng tôi một tin mừng là bạn vừa có được visa du học Mỹ. Thì chị xin chào Mai Ly. Chào chị. Mai Ly có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết không? Dạ, mình tên là Mai Ly. Năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và sáng nay là mình đi phỏng vấn để xin visa du học Mỹ. Cái cảm giác của em khi tham dự cái buổi phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ thì như thế nào? Thì sáng nay là lúc 7 giờ, 8 giờ là em có hẹn phỏng vấn nhưng mà 7 giờ em tới thì lúc đó là cũng chưa được vào. Thì tâm trạng lúc ở ngoài nhìn người ta vào thì cũng hơi lo lắng một chút, thôi chứ không có luôn. Tại cũng chuẩn bị tâm lý rồi, trước sau gì cũng phải vào thôi. Lúc đó thì cũng có trò chuyện với một số người cùng giờ hẹn với mình. Thì khi mà vào trong đó thì cảm giác hầu như không còn nữa. Tại vì thấy là sự cũng rất là thân thiện. Nhưng mà hôm nay em đi thì em có phiên dịch đi theo cùng. Nhưng mà cứ yên tâm đi tại vì lại sự biết tiếng Việt mà. Rồi mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Vậy thì qua Mỹ mình sẽ học ở trường nào? Mình chọn chuyên ngành gì em? Em học trường Harvard của bang Maryland. Em chọn chuyên ngành là quản trị kinh doanh này. Cái định hướng mà sau khi mình hoàn thành cái chương trình của mình sẽ có định hướng như thế nào chưa? Dạ có chứ, em đi du học về để làm cho một công ty của em đang làm là công ty FPT ở một vị trí cao hơn vị trí hiện tại em đang có. Vị trí hiện tại của mình đang là cái gì? Nhân viên kinh doanh chị. Vậy là mình sẽ muốn trở thành một director hoặc là CEO. Rồi có thể nói rõ hơn về thông tin về trường mà mình sẽ theo học không? Để cho tất cả các bạn được biết hơn về thông tin trường. Trường của em, đúng là trường của em chọn bên Mỹ á. Về thông tin thì khi mà em chuẩn bị đi du học thì em có một người bạn tư vấn và giới thiệu cho em cái trường này, vì trường này là anh ấy cũng đã từng đi du học rồi, thì anh nói trường này là rất tốt, với lại giáo viên ở đây giảng dạy rất là được. Ở bang của em học thì cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Khi mà mình học trường của em nằm ở ngoại ô, khi mình học thì mình có thể đi tham quan hay du lịch tại đây luôn. Rồi sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương em? Em vô tình thôi, khi em có kế hoạch đi du học thì em có tìm kiếm ở trên mạng về cái việc đi du học của mình. Thì Tân Đại Dương em thấy rất là nhiều bạn comment và cho ý kiến. Em cũng tới thử, khi tới thì em gặp chị tư vấn viên của em rất là dễ thương và tư vấn rất là nhiệt tình, khiến cho em cảm thấy là mình đủ tự tin đó, khi mà làm hồ sơ tại đây. Rồi trong quá trình em làm hồ sơ với Tân Đại Dương thì có cái gì để ấn tượng mạnh cho em không? Đó là khi vừa bước vào cửa Tân Đại Dương thì cái chị tư vấn viên của em là em không nghĩ là sẽ trẻ như vậy và rất là có kiến thức của chị, nói chung là rất là vững, và chị nói chuyện khiến cho người ta tạo được lòng tin đó. Chị rất dễ thương, em rất ấn tượng ngay từ lần đầu bước vào. Chị cảm ơn những cái chia sẻ của Mai Ly, cũng như là Mai Ly đã tới đây để chia sẻ cho tất cả các bạn được biết về cái việc phỏng vấn ở lãnh sự Mỹ thì như thế nào, và chúng tôi hy vọng rằng với cái chia sẻ của Mai Ly sẽ giúp ích rất là nhiều cho tất cả các bạn mà đang có dự định đi du học Mỹ, và các bạn cũng sẽ thông báo với chúng tôi là bạn đã có được visa du học Mỹ trong tay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.